Sau đây mời quý vị đến với phần bình luận tổng hợp của chúng tôi. Thưa quý vị, dư luận gần đây xôn xao bàn tán quanh các sự kiện về việc Đinh Thế Huynh đi Trung Quốc giữa lúc hội nghị Trung ương 4 diễn ra và sau đó thì lập tức đi Mỹ. Nhiều lời bình luận đồn đoán về khả năng Việt Nam đang thực hiện chính sách đu dây giữa hai cường quốc Mỹ-Trung. Bên cạnh đó là những nhận định về khả năng chức tân tổng bí thư thuộc về Đinh Thế Huynh chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên lề thông tin liên quan, chúng tôi có nhận được tiết lộ cực sốc từ một người bạn học cũ của Đinh Thế Huynh, đó là chi tiết Đinh Thế Huynh từng bị đuổi học vì ăn trộm chó. Theo đó, trong quá khứ, Đinh Thế Huynh nhập ngũ vào năm 1971, là chiến sĩ thoát chết trong mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại thành cổ Quảng Trị. Sau đó được ra miền Bắc đi học tại trường sĩ quan thông tin. Thời gian đầu học ở đây, Đinh Thế Huynh có bị kỷ luật đuổi học và khai trừ đảng. Trớ trêu thay, lý do Huynh bị như vậy là vì y đã ăn cắp chó của dân về làm thịt để nhậu nhẹt. Tuy vậy, do là người có họ hàng với ông Trường Chinh và cùng quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nên Huynh được nâng đỡ và theo học trường tuyên huấn trung ương. Trở lại với một bình luận tổng hợp. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi bài viết với tựa đề Đinh Thế Huynh sang Mỹ nhằm mục tiêu gì? Bài viết của nhóm Bà Đầm Xòe đăng trên Bà Đầm Xòe Blog. Sau chuyến sang bẩm báo, xin ý kiến nhận chỉ thị của Tàu Cộng, Phó Đảng Cộng sản Việt Nam Đinh Thế Huynh lặng lẽ sang Mỹ. Đinh đã có mặt ở Mỹ ngày 24 tháng 10, nhưng đến trưa ngày 26 tháng 10, nền báo chí tuyên giáo của Cộng sản mới đưa tin. Kể từ năm 2000 đến nay, có lẽ đây là vụ thăm nước Mỹ mà báo chí tuyên giáo Cộng sản chậm đưa tin như vậy. Mà Đinh ở nước Mỹ không phải là ngắn, nó kéo dài hơn cả một tuần ngày làm việc, đạt kỷ lục cho một cương vị Phó Đảng Cộng sản Việt Nam thăm một cựu thù Mỹ. Tất nhiên, Đinh Thế Huynh sang Mỹ không phải là một chuyến đi mang nặng tính xã giao hay một chuyến đi du lịch kết hợp làm việc, thăm dò, được thì tốt, không được thì cũng không sao, như chuyến đi năm 2015 của Nguyễn Phú Trọng, mà dường như phải bám, phải nằn nèo nước Mỹ cho được một việc quan trọng to lớn nào đó. Tôi là người biết nhiều về Đinh, rượu chè, trò chuyện cũng khá nhiều, và có thể nói Đinh là bạn tôi. Đinh sinh năm 1953 tại tỉnh Nam Định. Đinh là chiến sĩ thoát chết trong mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại thành cổ Quảng Trị. Sau đó Đinh học báo chí tại Liên Xô cũ, có bằng phó tiến sĩ. Đinh viết văn, viết báo, không có gì đặc sắc. Đinh có tấm lòng với bạn bè. Khi Đinh làm lãnh đạo báo, Đinh hiếm khi ra lệnh cho cấp dưới phải thế này, phải thế kia. Đinh thường giao nhiệm vụ kiểu trao đổi, thân tình. Khác với Trần Mai Hạnh, Đinh không quyết liệt ở bất kỳ một vấn đề gì, kể cả đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, còn Trần thì ngược lại. Về báo chí, tài năng của Đinh không thể so được với Trần, nhưng Trần quyết liệt nên Trần bị gãy khi chỉ muốn nhích lên một chút chức vụ từ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Đinh thì trung bình hơn nên quan lộ của Đinh cứ từ từ thăng tiến. Qua Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Trưởng Ban Tuyên giáo và bây giờ Đinh đang ở vị trí quyền lực thứ hai trong Đảng Cộng sản. Ứng viên quyền lực số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào năm 2017. Đinh khi còn là nhà báo, chỉ là nhà báo hạng trung. Khi Đinh làm lãnh đạo báo, cũng chỉ thuộc hạng lãnh đạo trung bình. Nhưng khi Đinh đứng trên dàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Đinh lại là khuôn mặt sáng giá về nhân cách và cả sự khôn khéo trong ứng xử với các mối quan hệ. Đinh không có nhiều tiền như các quan chức cộng sản chóp bu khác. Đinh là người không quyết đoán, quyết cái gì Đinh cũng nhìn ngược ngó xuôi. Đinh lặng lẽ sang Mỹ không phải là ý chí nổi trội của Đinh, mà nó hành xử theo một quyết định tập thể mà Đinh đồng tình. Và với vị trí thứ hai trong đảng, Đinh vừa muốn và vừa phải thực hiện quyết định của tập thể. Tôi cho rằng, một, chuyến đi của Đinh có nhiệm vụ giải trình về sự hiện diện của 3 tàu chiến Trung Cộng tại cảng Cam Ranh, trong đó có tàu chiến đã hạ sát 88 chiến sĩ Việt Nam ở đảo Gạc Ma năm 1988. Vì rằng, người Mỹ khó chấp nhận khi mới tuần trước tàu chiến Mỹ cũng vừa cập cảng Cam Ranh. 2. Nước Mỹ không chịu nổi cú ngáng họng này. Đinh sang Mỹ có mục đích thanh minh cho cú ngáng họng này. Hồ sơ nhân quyền, tức hồ sơ Việt Nam vi phạm nhân quyền đã ngày một chồng cao trong chính quyền Mỹ và các chính giới của Mỹ. Áp lực ra một quyết định đưa Việt Nam trở lại đối tượng cần quan tâm đặc biệt lên chính quyền Mỹ dường như không thể trì hoãn được lâu hơn nữa, buộc phải hiện hữu bởi những cuộc vận động hành lang của cá nhân, tổ chức, chính giới Hoa Kỳ chưa bao giờ lơi lỏng, hạ nhiệt. Đinh phải âm thầm sang Mỹ là nhằm xin Mỹ thông cảm,
đừng thông qua quyết định đưa Việt Nam trở lại CPC. Đó là hai lý do chính Đinh phải âm thầm sang Mỹ không kèn không trống. Các nội dung khác như TPP, rà phá bom mìn, viện trợ nhân đạo, mua vũ khí, tăng cường quan hệ mậu dịch giữa hai nước, v.v. chỉ là những phần thứ yếu cài thêm vào cho nó quan trọng chuyến đi, cho nó mở ra trang mới trong quan hệ hai nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với phần bình luận có tựa đề Đinh Thế Huynh trong vai trò con khỉ đu dây và vấn đề luật về hội. Bài viết được đăng trên blog Dân Làm Báo. Sau chuyến đi chào Bắc Kinh và gặp Tập Cận Bình, Đinh Thế Huynh đã sang Hoa Kỳ một tuần để tiếp tục sứ mạng đu dây. Một tay nắm lấy đầu Bắc Kinh, một tay bám lấy đuôi Hoa Kỳ. Đây là động thái chính trị của nhân vật số 2 Đảng Cộng sản Việt Nam, người được cho là sẽ kế vị Nguyễn Phú Trọng trong chức vụ Tổng Bí thư Đảng. Trước khi sang Hoa Kỳ, Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng, trong chuyến viếng thăm Trung Cộng 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 năm 2016, đã xác định trước với quan thầy Bắc Kinh rằng việc tăng cường quan hệ hữu nghị và việc hợp tác toàn diện Việt-Trung là chiến lược nhất quán, là lựa chọn chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dịp này, ông đã kêu gọi hai Đảng Cộng sản cùng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quản lý. Một trong những kinh nghiệm này là việc ông đã ôm nguyên điều luật quản lý về việc lập hội của Bắc Kinh để dự trù áp dụng vào Việt Nam. Nói một cách khác, Đinh Thế Huynh đã cam kết sẽ áp dụng những biện pháp đàn áp nhân quyền của Bắc Kinh đối với quần chúng Việt Nam. Trước chuyến đi một tuần sang Hoa Kỳ từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông báo rằng kỳ họp lần này của Quốc hội sẽ thông qua 4 luật, trong đó có luật về hội. Tuy nhiên, sau khi Đinh Thế Huynh đặt chân đến Hoa Kỳ, thì tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ông Lê Vĩnh Tân, người đứng đầu cơ quan trên danh nghĩa chủ trì soạn thảo dự luật về hội đã thừa nhận việc chuẩn bị dự án luật chưa được chu đáo và vì còn nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo luật nên cần có thời gian chuẩn bị tiếp để trình Quốc hội tại kỳ họp sau tạo sự đồng thuận cao mới thông qua luật. Trong buổi gặp gỡ với Đinh Thế Huynh, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông John Kerry đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ thảo luận với Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, tự do, thành lập nghiệp đoàn và TPP. Ngược lại, Đinh Thế Huynh đã khẳng định với John Kerry rằng Việt Nam khẳng định việc đảm bảo nhân quyền, xem đây luôn là mục tiêu và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Từ đó, Việt Nam coi trọng và sẵn sàng thực hiện nghiêm túc các cam kết liên quan cho việc phê chuẩn TPP, trong đó có nhân quyền và quyền lập hội. Để từ đó, Đinh Thế Huynh đề nghị phía Hoa Kỳ thúc đẩy sớm phê chuẩn hiệp định TPP. Kết quả cho thấy, tình trạng đu dây giữa thân phận làm chư hầu cho Bắc Kinh và tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, nhất là về việc hội nhập TPP đã làm cho luật về hội đang xoay trục tại diễn đàn Quốc hội. Hình ảnh đu dây của Hà Nội còn được thể hiện với sự xuất hiện của tàu USS Decatur của Hải quân Hoa Kỳ tại quần đảo Hoàng Sa nhằm củng cố sức mạnh hàng hải Hoa Kỳ ở khu vực và ba tàu hải quân Trung Quốc lần đầu tiên cập bến cảng Cam Ranh. Khả năng và kết quả đu dây giữa Bắc Kinh và Washington của Đinh Thế Huynh sẽ là một trong những yếu tố quyết định tương lai chính trị của ông ta trong vai trò Tổng Bí thư. Trước mắt vấn đề này, kết quả của hai chuyến đi này là luật về hội đang được các đại biểu cho đu dây tại diễn đàn Quốc hội. Kính thưa quý vị, để kết thúc phần bình luận hôm nay, mời quý vị cùng đến với bài viết Vụ Trịnh Xuân Thanh thấp thoáng bóng Bắc Dứa. Bài viết do tác giả Sinh Phi biên soạn đăng trên blog Dân Làm Báo. Chăm chú theo dõi vụ bê bối Trịnh Xuân Thanh trong những ngày nay, một điều ít được dư luận đặt dấu hỏi. Liệu Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển từ Bộ Công Thương về tỉnh Hậu Giang để tráng men và được quy hoạch Thứ trưởng Bộ Công Thương có được tiếp tay bởi một quan chức cao cấp hơn ông Vũ Huy Hoàng hay không? Thực ra, ông Huy Hoàng có ưu ái đệ tử của mình đến mức nào cũng không thể một mình quyết cho Thanh tự do đi lại như thế được. Vậy, ai đã tiếp tay cho ông Vũ Huy Hoàng? Sau khi vụ án Trịnh Xuân Thanh được khởi tố với việc bắt giam Vũ Đức Thuận, Trương Quốc Dũng, Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Tiến Đạt, người ta đã hình dung rõ hơn sự cấu kết của nhóm lợi ích này. Báo chí thông tin rõ, năm 2012, Trương Quốc Dũng từng rời ghế chủ tịch trong thời gian 2 tháng vào năm 2012 để giao cho Tô Linh Hương, ái nữ của Tô Hy Dứa. Vụ này gia đình ông Dứa bị phản đối mạnh quá, và lại, ông Dứa đang ngấp nghé ghế tổng bí thư, nên buộc phải nhanh chóng giải quyết khủng hoảng, bắt con gái trả lại chức vụ. Nhiều nguồn tin cho biết,
Chính Trịnh Xuân Thanh đã nịnh vợ ông Dứa là bà Nhung, kết hợp với chạy trọt để tạo đà cho y thăng tiến. Nhưng giờ sự vụ xảy ra thì ông Dứa chối bay chối biến, nói là việc quy hoạch Thanh lấn luân chuyển vào Hậu Giang là do người khác ký chứ không phải ông. Cũng cần nhắc lại mối thâm tình giữa ông Dứa và ông Hoàng. Năm 2008, con dâu ông Dứa là Hiền đang đi theo chồng làm tiến sĩ tại Pháp là Tô Huy Vũ. Tuổi trẻ tài cao vừa về nước mấy năm đã leo lên ghế vụ trưởng của Ngân hàng Nhà nước. Thoát một cái được bổ nhiệm ngay là tùy viên thương mại Việt Nam tại Pháp để gần chồng. Cô Hiền này chưa một ngày nào làm cho Bộ Công Thương cũng như các cơ quan liên quan, đột nhiên được ngồi vào chỗ bao người mơ ước. Tất cả có bàn tay đạo diễn của Vũ Huy Hoàng. Vậy nên, xử ông Hoàng mà không xử ông Dứa thì cũng chưa được. Nhưng nếu như thế lại quay về câu chuyện Chuột và Bình mất rồi. Quý vị thân mến, phần bình luận tổng hợp của chúng tôi đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam.